Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamla Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 10 tháng 9. Phòng Thương mại đã đáp trả gay gắt khi Bộ trưởng Bộ Lao động Yana Malachová nhận định có đến 3/4 công ty đang vi phạm pháp luật. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nước giàu có nguồn cung vaccine dồi dào nên hạn chế việc tiêm mũi tăng cường cho đến hết năm 2021. Với những nỗ lực đã triển khai đến nay, dự kiến trong tháng 9 này, Việt Nam có thể nhận thêm khoảng 16-17 triệu liều vaccine. Phòng Thương mại Séc đã đáp trả gay gắt khi Bộ trưởng Bộ Lao động Yana Malachová nhận định có đến 3/4 công ty đang vi phạm pháp luật. Theo Bộ trưởng Lao động Yana Malachová, kết quả thanh tra điều kiện lao động tại các công ty đã tiết lộ một số lượng lớn các trường hợp vi phạm Bộ luật Lao động. Vào thứ Tư, Bộ trưởng cho biết, trong 77% công ty được kiểm tra, các thanh tra viên đã phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật, điều này rất đáng báo động. Ông Vladimir Dolohy, Chủ tịch Phòng Thương mại đã đáp trả. Chiến dịch bầu cử này được thiết kế có mục đích nhằm đạt được các điểm tốt về chính trị để leo thang trong xung đột giữa người sử dụng lao động và người lao động. Uy tín của kiểm soát nhà nước rõ ràng đã bị tổn hại, mà nhẽ ra điều này phải được dựa trên sự công bằng. Vì các cuộc thanh tra diễn ra không công bằng, bất kỳ dữ liệu và kết quả từ Bộ trưởng công bố trong cuộc họp báo sẽ không đáng tin cậy đối với chúng tôi. Cảnh sát vùng Yihomoravsko vẫn đang truy lùng kẻ hành hung chưa rõ danh tính đã đâm một người phụ nữ ở Brno. Nạn nhân đã may mắn sống sót với những vết thương nặng trong bệnh viện. Cảnh sát đang điều tra vụ án giết người có chủ đích khi một người đi đường không rõ danh tính đã đâm một người phụ nữ ở trung tâm Brno. Vụ việc xảy ra vào thứ Ba khoảng 15 giờ chiều trên cây cầu đi bộ nối công viên Kolishche và International Business Centrum. Hung thủ đã tiếp cận nạn nhân từ phía sau và đâm một nhát vào sau lưng. Sau đó, hắn đã chạy vào công viên và biến mất. Các nhà điều tra hình sự đã công bố đoạn camera an ninh ghi lại vụ việc vào hôm thứ Ba. Người đàn ông này đã di chuyển xung quanh vào thời điểm vụ án xảy ra. Nếu có bất kỳ thông tin gì, hãy gọi đường dây nóng 158. Các nhà xuất bản thiếu giấy để in. Điều này sẽ khiến cho sách trên thị trường vào Giáng sinh sẽ đắt hơn đáng kể. Năm ngoái, thị trường sách bị suy giảm bởi đại dịch và năm nay, tình trạng thiếu giấy càng khiến các nhà xuất bản gặp khó khăn hơn. Không chỉ những nhà xuất bản lớn mà ngay cả những nhà sản xuất bản chỉ có mấy chục quyển sách trong kế hoạch xuất bản mỗi năm cũng gặp vấn đề. Do đó, những cuốn sách có thể trở nên đắt hơn trong năm nay. Theo như các nhà xuất bản, vấn đề có lẽ là ở khắp châu Âu liên quan đến thị trường Trung Quốc. Đối với các nhà xuất bản lớn, việc mất doanh số bán hàng có thể lên đến hàng triệu korun. Gặp gỡ hàng xóm, nếm những món ăn truyền thống của Mexico, nghe nhạc của những DJ set và quốc tế cùng với các ban nhạc là những gì sẽ diễn ra trong lễ ăn mừng ngày quốc khánh của Mexico tại Séc. Ở phố Amerizka và Zahrebska, từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối thứ Bảy tuần này sẽ trở thành một lễ hội với âm nhạc, vũ hội, kịch và nhiều trò chơi cho trẻ em cùng với đồ ăn tuyệt vời. Vé vào cửa là miễn phí. Đây là lần thứ 10 lễ hội được tổ chức tại phố Amerizka. Nơi đây sẽ có các ban nhạc set cũng như quốc tế, DJ ở hai sân khấu ăn mừng truyền thống lễ La Calle Mexicana cho ngày quốc khánh Mexico. Các màn kịch và nhiều workshop cho trẻ em cùng với những lớp nhảy Latin cho người lớn cùng đồ ăn, thức uống, hứa hẹn sự hào hứng cho mọi lứa tuổi. Tuần mới lại tập mới cùng xem khuyến mại tuần mới của Tamla Foods ngay thôi nào. Bánh xốp Lina Oplatky chỉ với 9,30 kurun, hay Annie Choco Cake chỉ 3,70 kurun. Hãy thưởng thức bữa ăn sáng siêu nhanh và cực lành mạnh với muesli từ Bonavita chỉ với 25,90 kurun. Gia vị nướng siêu ngon từ xương sôi có giá 18,50 kurun, rất thích hợp để làm buổi tiệc nướng chào hè đúng không nào? Ngoài ra, cứ khi mua 5 bịch Semtex 0,5 lít, có ngay cơ hội trúng máy chơi game Xbox đời mới. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamla.eu. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nước giàu với nguồn cung vaccine dồi dào hiện nên hạn chế tiêm mũi tăng cường cho đến hết năm 2021. AP dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros, hôm nay tôi kêu gọi gia hạn thêm thời gian ngừng tiêm mũi tăng cường cho đến ít nhất là cuối năm để cho phép mọi quốc gia tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số.
Ông cũng cho biết ông kinh hoàng sau khi nghe phát biểu hôm 7 tháng 9 từ một hiệp hội hàng đầu của các hãng dược phẩm cho rằng nguồn cung vaccine đủ để tiêm mũi thứ ba cho người dân ở các nước giàu, cũng như tiêm mũi đầu tiên ở các nước nghèo. Tôi sẽ không im lặng khi các công ty và các quốc gia kiểm soát nguồn cung vaccine toàn cầu cho rằng người nghèo trên thế giới nên hài lòng với phần thừa còn lại. Trước đó, ông Tedros đã kêu gọi ngừng cung cấp mũi tiêm thứ ba ít nhất cho đến cuối tháng 9. Tuy nhiên, các quốc gia giàu có bao gồm Anh, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Đức và Tây Ban Nha đã bắt đầu hoặc đang xem xét kế hoạch tiêm mũi thứ ba cho đối tượng dễ bị tổn thương như người già hoặc những người có hệ miễn dịch yếu. Chúng tôi thấy đây là sự giới hạn lựa chọn sai lầm, thư ký báo chí Nhà Trắng James Psaki nói trong cuộc họp báo vừa qua khi đề cập về vấn đề đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới WHO hoãn tiêm mũi tăng cường đến khi thêm nhiều nước phát triển tiêm mũi đầu tiên. Bà Psaki phản bác lại những lời chỉ trích đó, chỉ ra những nỗ lực của Mỹ giúp các quốc gia khác sản xuất vaccine và nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden có lý khi tìm cách bảo vệ công dân Mỹ. Bà Psaki nhấn mạnh Mỹ đã tài trợ và chia sẻ khoảng 140 triệu liều vaccine với hơn 90 quốc gia, nhiều hơn tất cả các nước khác cộng lại. Mỹ cũng sẽ tặng nửa tỷ liều cho 100 quốc gia có nhu cầu. Tuần trước, Mỹ đã công bố kế hoạch đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ vào sản xuất đầu vào vaccine quan trọng và mở rộng dây chuyền hoàn thiện tại các nhà máy. Tổng thống và chính quyền Mỹ có trách nhiệm làm mọi thứ để bảo vệ người dân Mỹ. Các cố vấn y tế của Mỹ đã khuyến nghị tiêm mũi tăng cường nên Mỹ đang thực hiện điều đó. Chính phủ nhiều nước châu Âu và Ủy ban châu Âu vào ngày 8 tháng 9 đã lên tiếng chỉ trích lực lượng Taliban là đã hành động trái với lời nói khi tuyên bố thành phần chính phủ mới gây nhiều tranh cãi. Trong thông cáo được người phát ngôn của Ủy ban châu Âu đưa ra, Ủy ban châu Âu chỉ trích chính phủ mới mà lực lượng Taliban vừa công bố để tạm thời điều hành Afghanistan là vừa không đầy đủ, vừa không có tính đại diện cho sự đa dạng về chủng tộc và tôn giáo tại Afghanistan. Ủy ban châu Âu cho rằng Taliban đã không đáp ứng được một trong năm điều kiện mà phía châu Âu đặt ra để qua đó có thể thiết lập quan hệ giữa hai bên. Từ Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp cũng ra thông báo chỉ trích thành phần chính phủ tạm thời tại Afghanistan, cho rằng lực lượng Taliban đã hành động không theo các lời nói cam kết trước đó. Tại Đức, phát biểu cho cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để bàn về khủng hoảng Afghanistan, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng nhận xét Taliban chưa thể hiện đủ thiện chí với cộng đồng quốc tế. Phòng vệ trên không Đài Loan đề xuất ngân sách vận hành 1 tỷ USD khi Trung Quốc đẩy mạnh triển khai máy bay áp sát hòn đảo. Đề xuất ngân sách cho năm tài khoá 2022 được trình lên cơ quan lập pháp Đài Loan tuần này cho biết lực lượng phòng vệ trên không của hòn đảo cần 1 tỷ đô la Mỹ để bảo dưỡng và vận hành các máy bay, tăng 9,8% so với năm nay và 56% so với năm 2016 khi bà Thái Anh Văn được bầu làm lãnh đạo. Ngân sách đề xuất của phòng vệ trên không Đài Loan tăng vọt chủ yếu do căng thẳng hai bờ eo biển. Quân đội Trung Quốc trong 2 năm qua tăng đáng kể tần suất điều máy bay áp sát đảo Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ của hòn đảo liên tục phải điều tiêm kích đối phó. Các quan chức phòng vệ trên không Đài Loan cho biết, ngân sách bảo trì thường được lên kế hoạch trước 2 năm, gần đây tăng vọt do tần suất áp sát dày đặc của máy bay quân sự Trung Quốc đại lục. Một số nguồn tin cho biết chi phí mỗi giờ bay của tiêm kích Đài Loan vào khoảng 36.000 đô la Mỹ, bao gồm khoản chi cho nhiên liệu, bảo trì và các hoạt động khác. Taliban đã dùng roi, gậy đánh đập một nhóm phụ nữ biểu tình ở Kabul để phản đối chính phủ lâm thời chỉ mới toàn nam giới. Sự việc xảy ra khi một nhóm phụ nữ Afghanistan xuống đường biểu tình ở thủ đô Kabul hô vang khẩu hiệu "Phụ nữ Afghanistan muôn năm". Một số cầm theo biểu ngữ ghi rõ, không chính phủ nào có thể phủ nhận sự hiện diện của phụ nữ. Một số khác giơ cao hình ảnh một nữ cảnh sát mang thai người bị giết ở tỉnh Jor vào ngày trước. Taliban nói họ không liên quan tới cái chết của cô, nhưng sau đó đã mở một cuộc điều tra. Taliban cũng đánh một số nhà báo đưa tin về cuộc biểu tình và những thanh thiếu niên xem cuộc biểu tình. Một người kể rằng một thiếu niên 16 tuổi đang trên đường tới trường bị bắt vào nhà và bị đánh bầm tím khắp người. Một người biểu tình nói Taliban đã cho thấy họ không thể thay đổi. Cùng tham gia vào chương trình Suntex với tất cả các chi nhánh của Tamda Foods. Chúng ngay 70 mặt nạ phát sáng xanh điệu. Hay một máy chơi game Xbox đời mới. Chỉ cần mua 5 bịch Suntex 0,5 lít vị bất kỳ là bạn có cơ hội tham gia. Áp dụng với tất cả các chi nhánh của Tamda Foods và dịch vụ giao hàng tận nơi Tamda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu. Theo như quy chế làm việc đã được thông qua, sáng nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về Ngoại giao vaccine đã chủ trì cuộc họp lần thứ 2 của Tổ công tác.
Các thành viên đã thảo luận và thống nhất nhiều giải pháp phù hợp với tình hình đặc biệt hiện nay nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả vận động, giải quyết nhanh hơn các thủ tục vận chuyển tiếp nhận vaccine, thuốc và trang thiết bị để có thể chuyển về nước nhanh nhất và sớm nhất có thể. Bộ Y tế khẳng định sẽ nỗ lực hết sức phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành liên quan để triển khai nhanh nhất các quy trình phê duyệt, ký kết thỏa thuận, bảo đảm không chậm trễ trong bất cứ khâu nào. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt về ngoại giao vaccine trong nội bộ của hai bộ để tăng cường phối hợp với tổ công tác chính phủ. Với những nỗ lực đã triển khai đến nay, dự kiến trong tháng 9 này Việt Nam có thể nhận thêm khoảng 16 đến 17 triệu liều vaccine. Viện Y học Dự phòng Quân đội là một trong năm đơn vị toàn quân được Bộ Quốc phòng cung cấp xe xét nghiệm cơ động phòng chống dịch. Điều này cho phép cùng một thời điểm hai kíp kỹ thuật viên thực hiện hai công đoạn liền nhau trong xét nghiệm, tăng công suất xét nghiệm thay vì từng kíp thao tác như trước đây. Dự kiến trong tháng 9 này, viện sẽ tổ chức cơ động xe tới các điểm nóng kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch, là viện đầu ngành tuyến cuối trong công tác y học dự phòng quân đội. Đặc biệt là trong phòng chống đại dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, Viện Y học Dự phòng Quân đội đã xét nghiệm hơn 100.000 mẫu, từ đó phát hiện hơn 10.000 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Viện cũng đã cử gần 1.600 tổ công tác có mặt kịp thời tại các điểm nóng, tham gia phun khử khuẩn, xét nghiệm, giám sát thân nhiệt, hướng dẫn truy vết, cách ly, đảm bảo nhanh, chính xác. Sau 3 đợt thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, Hà Nội đã quyết định thực hiện phân vùng theo 3 khu vực, tương ứng với vùng xanh, vùng cam và vùng đỏ. Việc phân vùng này không chỉ giúp cho các hoạt động phòng chống dịch hiệu quả hơn, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được khánh thành vào ngày 10 tháng 10 tới, nhưng do thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch, dự án đã chậm tiến độ tới 2 tháng. Tuy nhiên, ngay sau khi địa phương được áp dụng chỉ thị 15 và được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện, các đơn vị thi công đã lập tức kích hoạt lại hoạt động trong điều kiện phòng chống dịch. Sốc lại toàn bộ cái nhân lực, cái vật tư, vật liệu xác định là hiện có tại công trường. Và từ đó thì xây dựng cái kế hoạch tiến độ. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng các cái kế hoạch thi công, kịch bản đối phó với khi mà xảy ra tình huống là phát sinh. Được xác định là vùng 2 trên bản đồ phân vùng phòng chống dịch của thành phố, huyện Gia Lâm đã chủ động phân khu trong vùng thành 3 khu vực, vùng đỏ, vùng cam và vùng xanh để vừa phòng ngừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Cụ thể, các nhà máy, cơ sở sản xuất, khu cụm công nghiệp được xác định là phân khu 2, được tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn phải đảm bảo 3 tại chỗ hoặc 1 cung đường 2 điểm đến. Đây cũng là địa phương đầu tiên cho phép bán hàng mang về ở vùng xanh. Mặc dù là đã sang cái chỉ thị 15, nhưng hiện nay công ty vẫn đang thực hiện sản xuất là 3 tại chỗ. Nguyên liệu của công ty phần lớn là nhập khẩu từ nước ngoài, cho nên công ty đã có dự phòng nhập từ trước khi có đại dịch. Hiện nay cái nguyên liệu là đủ để cho sản xuất đến hết năm. Lo nhất là cái vấn đề việc làm. Nhưng mà từ nay đến cuối năm thì đơn hàng nó cũng tương đối. Và người dân cũng rất đang mong chờ là toàn bộ tất cả các điểm dân cư trên địa bàn huyện là vùng xanh. Chúng tôi thấy là trách nhiệm của hệ thống chính trị của chúng ta, đặc biệt là chính quyền, từ huyện tới cơ sở, phải tăng cường cái kiểm tra, tăng cường cái giám sát, tăng cường cái tuyên truyền vận động người dân. Quyết định phân vùng đã cho thấy những hiệu quả bước đầu. Cách làm này không chỉ góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tích cực cho vùng 1, mà còn giúp ổn định tâm lý cho người dân. Mình cũng phải tìm các nguồn khai thác để cho nó phù hợp, để cho nó đảm bảo cả về chất lượng, số lượng. Cũng là gánh lại, nhưng mà chỗ văn phòng của Tôn Đức Thắng phải làm một cái quầy bình ổn đấy nhé. Cái việc mà sẽ hỗ trợ thúc đẩy hơn cho các cái doanh nghiệp cũng như các cơ sở kinh doanh để khôi phục và hỗ trợ phát triển kinh tế, và đồng thời là hỗ trợ cho vùng 1. Vùng 1 của quận là khu vực dân cư rất cao. Hiện các khu vực vùng đỏ vẫn được thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt, còn vùng cam và vùng xanh đã được nới lỏng hơn. Hà Nội đang từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đà Nẵng đang triển khai đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất từ trước đến giờ. Dự kiến sẽ có khoảng 92.000 người dân được tiêm trong đợt này. Đây là một trong những điểm tiêm chủng của Đà Nẵng được triển khai tại quận Thanh Khê. Đây là một trong những địa phương có mật độ dân cư đông, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Và theo kế hoạch, trong đợt này sẽ có khoảng 12.000 người dân sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Mình chích nhưng mà mình vẫn phải ngừa.
chứ không phải mình chích rồi mình nghĩ là mình chích rồi là mình xả láng là không được, là vì cái chích này nó chẳng qua là nó chỉ có giảm cái nguy cơ cho mình để dễ trị, là một hai nữa giảm cái nguy cơ tử vong. Trong đợt này, Đà Nẵng đã triển khai tiêm cho hơn 92.000 người dân, trong đó chủ yếu tiêm cho người dân ở 3 quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Thanh Khê. Đây là 3 địa phương có mật độ dân cư đông, nhiều kiệt, hẻm nhỏ, có nguy cơ COVID-19 cao. Để đảm bảo an toàn, công tác tiêm chủng cũng được địa phương triển khai chặt chẽ. Thiết lập và chọn 2 cái điểm tiêm. Điểm tiêm thứ nhất là ở Trung tâm Văn hóa Thể thao của quận. Điểm tiêm thứ hai là ở cái nhà thi đấu của ngành giáo dục. Đây là 2 cái điểm tiêm mà có cái diện tích là tương đối rộng và thoáng. Thì trong cái việc mà tổ chức tiêm thì quận cũng đã phối hợp với trung tâm y tế để tổ chức phân luồng và giãn cách người dân đến tiêm chủng. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố đã tiếp nhận hơn 200.000 liều vaccine mới. Dự kiến Đà Nẵng sẽ tiếp tục được phân bổ thêm 200.000 liều nữa. Đà Nẵng đặt kế hoạch đến hết tháng 9 này sẽ hoàn thành tiêm vaccine cho 100% người trong độ tuổi. Chúng tôi hy vọng rằng là với một cái tỷ lệ tiêm, nếu như chúng ta đạt được thì chúng ta có thể được là khoảng hơn 500.000 người của thành phố Đà Nẵng là được tiêm mũi 1 và có thể sẽ gần hơn 100.000 người sẽ được tiêm mũi 2. Thì như vậy thì chúng với một cái tỷ lệ như vậy thì chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào. Vaccine về được với thành phố nhiều hay ít là đến thời điểm này lại phụ thuộc vào cái tốc độ tiêm chủng của chúng ta và cái mức độ mà chúng ta bao phủ được cho người dân. Do đó tôi đề nghị là các cấp ủy từ các phường xã rồi quận huyện, công chí phải đặc biệt quan tâm đến cái công tác này. Hiện tại dịch bệnh ở Đà Nẵng đã cơ bản được khống chế, thành phố đã lập ra các vùng xanh, vàng, đỏ để tập trung triển khai công tác phòng chống dịch theo khu vực cụ thể, đặt mục tiêu sớm trở lại hoạt động bình thường mới. Với việc tăng tốc tiêm vaccine cho toàn dân sẽ là cơ sở để Đà Nẵng có những quyết định phù hợp trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tiếp theo. Phú Quốc sẽ là nơi đầu tiên thí điểm hộ chiếu vaccine để đón khách du lịch quốc tế. Nếu thành công, chương trình sẽ từng bước mở rộng ra các điểm đến khác như Hạ Long, Hội An, Nha Trang và Đà Lạt. Chương trình nằm trong kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ưu tiên thúc đẩy nhanh hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, người lao động tại các điểm trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả nước, tạo điều kiện cho khách nội địa và quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine đi du lịch. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Ban biên tập Tona Media xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ điểm tin 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.